Tác phẩm Harry Potter Tập 4 Chiếc cốc lửa Tác giả J.K. Rowling Người dịch Lý Lan Nhà xuất bản trẻ ấn hành Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Chương 13 Mút đi mắt điên Sáng hôm sau, cơn bão đã tan, mặc dù cái giòm đại sảnh đường vẫn còn u ám những đám mây xám chì xoáy phía trên đầu khi tụi Harry, Ron và Hermione xem xét thời khóa biểu vào bữa ăn sáng. Cách đó vài ghế, Fred, George và Lee Jordan đang bàn tán về phương pháp mà thuật nào có thể làm tụi nó già đi để mà lừa vào được cuộc thi đấu tam pháp thuật. Ron vừa nói vừa dò ngón tay mình trên cột thời khóa biểu thứ hai. Bữa nay không tệ lắm, ở ngoài trời suốt buổi sáng, dược thảo học với nhà Hufflepuff, chăm sóc sinh vật quyền bí, bốn kiếp thật, tụi mình vẫn phải học cùng tuổi Slytherin. Harry rên rỉ, hai tiết tiên tri chiều nay. Nó cụp mắt xuống, tiên tri là môn học nó thấy khó ưa nhất bên cạnh môn độc dược. Giáo sư Trelawney cứ tiên đoán miết về cái chết của Harry. Cái trò này khiến nó cảm thấy khó chịu kinh khủng. Harmony nói thật nhanh, tay trét thêm bơ vô miếng bánh mì nướng. Đáng ra bồ phải bỏ cái môn đó đi như mình ấy, rồi kiếm mấy môn có lý như số học mà học. Ron nhìn Harmony vừa thêm vô một đống mứt, cũng dồn miếng bánh mì nướng kia. Mình thấy bồ lại ăn nữa rồi. Mình quyết định có những cách hay hơn để bình vực cho bọn gia tinh. Harmony đáp một cách kiêu ngạo. Ron nhe răng cười. Phải, và thế là bồ đói. Đột nhiên có một tiếng xào xạc phía trên đầu tụi nhỏ và hàng trăm con cú bay vút qua những khung cửa sổ rộng mở mang theo thư sáng. Theo bản năng, Harry ngước nhìn lên nhưng chẳng có dấu hiệu gì của cái bóng trắng như một đám hung hung và xăm xám. Bọn cú xa quân trên các bàn ăn, kiếm người có thư và bưu phẩm gửi tới. Một con cú bự màu hung xà xuống chỗ Neville Longbottom và thả vào lòng nó một cái gói. Neville hầu như lúc nào cũng quên gói ghém theo cái gì đó. Ở phía bên kia của sảnh đường, con cú diều hâu của Racco Manfoy đậu trên cây nó, mang theo cái gì đó trông giống như gói đồ tiếp tế kẹo bánh mọi khi của nhà gửi. Cố lơ đi cảm giác nôn nao vì thất vọng cồn lên trong bao tử. Harry quay về với món cháo yến mạch của mình. Hay có chuyện gì đã xảy ra cho con Hagrid? Hay là chú Sirius đã không nhận được thư? Nỗi lo âu của nó kéo dài suốt trên con đường băng qua vườn rau ẩm ướt cho tới khi tụi nó đến được nhà kính số 3. Ở đó, nó bị chi trí bởi giáo sư Sprout. Bà đang chỉ cho cả lớp những cái cây xấu xí nhất mà Harry từng thấy. Thật vậy, lũ cây trông chẳng giống cái gì mà giống một bọn ốc sên khổng lồ đen thui dày cui chui thẳng ra từ đất. Cây nào cây nấy cũng hơi hoàng hoại và mọc một, một đống u cục bự bóng lưỡng trên thân như là bên trong chứa đầy chất lỏng. Giáo sư Sprout nói hối hả. Cụ u, phải bắt tụi nó, các trò sẽ thu hoạch mũ. Cái gì? Simmons Finnegan kêu lên có vẻ phản kháng. Mũ? Finnegan, mũ? Giáo sư Sprout nói và chúng cực kỳ quý do đó không được bỏ phí. Các trò sẽ thu hoạch mũ để coi, bỏ vô mấy chai này. Mang găng tay da đồng vô, kẹo mũ u còn đặc sẽ gây ra mấy chuyện quái quỷ cho da đó. Dắt mấy cây của u quả thật là gớm guốc, nhưng mà cũng thấy đã một cách lạ lùng. Mỗi khi một cục u bị bóp dở, một đống dịch dạng xanh đặc sệt phọt ra, ngửi nồng nặc mùi xăng dầu. Tôi nhỏ cho mũ vào đống chai mà giáo sư Sprout đã chỉ. Và cuối buổi, tụi nó đã thu hoạch được cả mấy lít. Giáo sư Sprout vừa nói vừa đẩy cái chai cuối cùng lại bằng một cái nút bần. Bà Bonfrey sẽ mừng lắm đây. Mũ của U là một phương thuốc tuyệt vời để chữa các thể mụn trứng cá bất trị, có thể ngăn bọn sinh viên khỏi phải xài tới mấy phương pháp liều mạng để tiêu mụn. Hannah Abbott, một học sinh nhà Hufflepuff, nói giọng thầm thì. Giống như Eloise Mikkel tội nghiệp đó, nó đã thử nguyên mấy cái mụn của nó. Giáo sư Sprout lắc đầu. Còn bé ngu ngốc, hơn là bà free đã sửa mũi lại cho nó rồi. Một tiếng chuông vang vọng từ hướng lâu đài, đi qua những trảng đất ẩm báo hiệu đã hết giờ học và lớp học tản ra. tôi nhà Hufflepuff trèo lên những bậc thang bằng đá để đến lớp biến, trong khi bọn nhà Gryffindor đâm đầu về hướng khác, xuôi con đường dốc xuống cái chài gỗ của lão Harris bên bề khu rừng cấm. Lão Harris đứng bên ngoài căn tròi, một tay nắm cái vòng đeo cổ của con chó săn đen khổng lồ, con Fang. Dưới chân lão, nằm trên đất, là nhiều cái thùng gỗ thưa, và con Fang cứ rên rỉ, dùng dãy trong cái dây buộc cổ, có vẻ như chầm hâm muốn xem xét cho kỹ càng bên trong cái thùng. Khi tụi nó kéo lại gần, một tiếng ràng rạc kỳ quái đập vào tai, đệm bằng những âm thanh nghe như mấy tiếng nổ nhỏ nhỏ. Lão Harris toét miệng cười với Harry, Ron và Hermione. Chào, để giờ chờ tụi Slytherin ở đây, tụi nó không muốn bỏ lỡ vụ này đâu, quái tôm đuôi nổ. Ron kêu lên, bác nói gì? Harry trỏ mấy cái thùng gỗ thưa, Lavender kêu ré lên nhảy lùi ra sau, ý ẹ. Ý ẹ, đúng là tóm tắt được toàn bộ cảm tưởng của Harry và bọn quái tôm đuôi nổ. Chúng trông giống như những con tôm hùm không vỏ, biến dạng, nhợt nhạt khủng khiếp và nhầy nhụa, với những cái cẳng túa ra từ những chỗ kỳ quái và những cái đầu vô hình. Có khoảng 100 con trong mỗi thùng, mỗi con dài khoảng 15 phân bò chồng lên nhau, búng mình một cách mò mẫm vào các cạnh thùng. Chúng bốc mùi cá sinh nồng nặc. Thỉnh thoảng vài tia lửa tóe ra từ đuôi một con quái tôm và với một tiếng phục nhỏ, con vật bắn mình tới trước được cả chục phân. Lão Harris nói đầy tự hào, mới nở đó các cháu có thể tự nuôi chúng, tuy nhiên cũng phải chuẩn bị một chút mắc gì tụi này lại muốn nuôi chúng chứ? Một giọng lạnh lùng cất lên. Bọn nhà Slytherin đã tới và người nói là Draco Malfoy. Grabber và Goy đang cười khúc khích tán thưởng từng lời của nó. Lão Harry trông có vẻ như cứng người lại trước câu hỏi đó. Malfoy tiếp. Ý tôi là tụi nó thì làm được gì? Ý nghĩa chi cái bọn ấy chứ? Lão Harris há miệng, vẻ suy nghĩ khó nhọc. Ngưng vài giây, rồi lão nói cộc cằn, đó là cho bài sau Manfoy. Bữa nay cho tụi nó ăn thôi. Bây giờ các trò sẽ cho chúng thử mấy món khác nhau. Tôi chưa bao giờ nuôi nhưng không chắc chúng thích cái gì. Có ít trứng, gan ếch, một chút rắn cỏ. Cứ thử cho tụi nó mỗi thứ một chút. Đầu tiên là mũ, giờ là cái này. Simus cầu nhau. Chẳng có gì ngoài tình cảm sâu xa đối với lão Harry đã khiến Harry Ron bị Harmony bốc lấy vài nắm ga ít đụng thả vô trong thùng để nhử tụi quái tôm đuôi nổ. Harry không thể không nghi ngờ rằng tất cả những động tác này là vô nghĩa bởi vì mấy con quái tôm này dường như không có mồm. Sau khoảng 10 phút, chợt Dean Thomas kêu lên Úi da, nó cắn tôi! Lão Harry vội vã chạy tới nhìn lo lắng. Dean vừa nói, giọng giận dữ, vừa chỉ cho lão harry thấy vết phỏng trên bàn tay mình đuôi nó nổ lão Harris gật đầu ờ phải chuyện này vẫn xảy ra mỗi khi tụi nó nổ lavender lại kêu lên lần nữa ê bác Harris, cái gì nhọn nhọn trên người nó nè lão Harris nói thật ấm áp à một số con có vòi nọc lavender lập tức rụt ngay tay ra khỏi cái chuồng bác nghĩ tụi nó là mấy con đực mấy con cái thì có cái giác hút trên bụng Bác nghĩ tụi này hút máu. Manfoy nói mỉa mai. Rồi, tao biết chắc chắn vì sao người ta cố mà giữ chúng sống rồi. Ai mà chẳng thích nuôi mấy con vừa biết đốt, biết cắn, lại biết chích. Harmony tấp lại ngay. Không phải vì tụi nó không đẹp mà tụi nó vô dụng. Máu rồng đó, pháp thuật diệu kỳ đó mà mày đâu có muốn nuôi con rồng nào chơi đâu, đúng không? Harry và Ron răng cười với lão Harry, con lão thì cười ngầm dưới hàm râu rậm. Cứ như tụi Harry, Ron và Hermione đã quá rành, thì lão Harry không khoái gì hơn là một con rồng nhí. Lão đã từng sở hữu một con trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vào năm thứ nhất, một con rồng Na loại lưng nhô, có tên là Nobert. Lão Harry đơn giản chỉ khoái mấy con quái vật, càng gây chết chóc càng tốt. Tốt, ít nhất mấy con quái tôm còn nhỏ. Ron nói khi tụi nó đi về lâu đài ăn trưa một tiếng đồng hồ sau đó, Hermione cấu tiếc. Bây giờ thì vậy, nhưng một khi bác Harris tìm ra được là tụi nó ăn cái gì, mình nghĩ tụi nó phải dài tới cả hai thước. Ron cười lão lĩnh với Harmony nói, Ờ, à, nhưng mà đâu có sao nếu tụi nó quá ra lại chữa được bệnh say sống hay cái gì đó, phải không? Harmony hơi bực, bộ biết quá rõ là mình nói vậy chỉ để cho thằng Manfoy câm mồm thôi mà. Thật ra mình nghĩ thằng đó nói cũng đúng, có lẽ việc nên làm nhất là khống chế cả đám mấy con ấy trước khi tụi nó tấn công tất cả chúng ta. Tụi nó ngồi xuống dãy bàn nhà Grinfindor và chén sườn cừu với khoai tây. Harmony ăn lẹ tới nỗi Harry và Ron phải nhìn nó chầm chầm. Ron kêu lên. Ê, cái này gọi là binh vực quyền gia tinh đó hả? Thay vì vậy cô chừng bộ ói ra bây giờ. Harmony trả lời nghiêm trang, tổng đầy một miệng phòng căng toàn cộng giá. Không, mình chỉ muốn đến thư viện liền. Ron kêu lên, vẻ không tin nổi. Cái gì? Harmony nè, hôm nay ngày đầu đi học lại, tụi mình còn chưa có bài tập về nhà mà. Harmony nhún dài và tiếp tục ngốn ngấu đồ ăn, như thể cô bé đã không ăn hết mấy ngày. Đoạn đứng phát dậy nói, gặp lại ở bữa tối. Và đi thật nhanh. Khi chuông reo báo hiệu lớp học buổi chiều bắt đầu, Harry và Ron khởi hành đi tới tháp Bắc. Ở đó, tích cuối cái cầu thang xoắn chặt, một cái thang xếp bằng bạc dẫn tới cánh cửa sập hình vòng cung trên trần, và căn phòng mà giáo sư Trelawney cư ngụ. Mùi nước hoa ngọt liệm quen thuộc tỏa ra từ cái lò sưởi sọc ngay vào mũi tụi nhỏ khi chúng trồi lên ở đầu cái thang xếp. Như mọi khi, màn cửa đều khép kín, căn phòng hình tròn, tắm đẫm trong một thứ ánh sáng đỏ lờ mờ phát ra từ nhiều ngọn đèn. Tất cả đều được che lại bằng khăn quấn với khăn choàng. Harry và vượt qua một đống những ghế cao bọc giải qua sặc sỡ và ghế nềm dài để chật cả căn phòng Cùng nhau ngồi xuống một cái bàn tròn nhỏ xíu Chào các trò Giọng nói mơ hồ của giáo sư Trelawney Cất lên ngay sau lưng Harry Làm nó giật nảy cả mình Gầy thật gầy Với cặp mắt kiến khổng lồ Khiến cho cặp mắt trở nên quá to trên gương mặt Giáo sư Trelawney nhìn xăm soi Harry Với một vẻ mặt bi thảm Mà cô luôn luôn đeo Mỗi khi gặp Harry khối đồ sộ những dòng tay, chuỗi hạt, dòng đeo như thường lệ sáng lấp lóa trên mình giáo sư trong ánh lửa lò sưởi. Cô nói với Harry giọng thê lương. Con đang lo lắng cứ ngà. Nồi nhãn của ta nhìn xuyên qua gương mặt can đảm của con, thấy tầng bên trong nội tâm đang xáo trộn. Và ta rất đau buồn phải nói với con rằng những điều khiến con lo lắng không phải là không có căn cứ. Ta thấy trước mặt con sẽ là một giai đoạn khó khăn. Thằng ôi, khó khăn nhất ta e rằng điều con sợ sẽ xảy đến thật và có thể đến sớm hơn là con nghĩ. Giọng cô hạ xuống gần như là thì thầm. Ron đảo mắt nhìn Harry. Harry nhìn lại nó lạnh lùng. Giáo sư Trelawney quét ngang hai đứa và đến ngồi trong một cái ghế bành có tay dựa đặt trước lò sưởi đối diện với cả lớp. Lavender Brown và Poverty Patil vốn rất ái mộ giáo sư Trelawney ngồi trên mấy cái ghế nệm dài ngay sát bên cô. Giáo sư Trelawney cất lời. Các con yêu quý, đã tới lúc chúng ta xem xét cái vì sao. Chuyển động của các hành tinh cùng những điểm báo bí ẩn của chúng chỉ bộc lộ ra cho những ai hiểu được các bước đi của vũ điệu thiên hà. Định mệnh của con người có thể giải mã bằng những tia sáng của hành tinh, chúng trộn lẫn nhau. Nhưng ý nghĩ của Harry đã trôi dạt rồi. Ngọn lửa tẩm nước qua luôn luôn làm nó thấy buồn ngủ và mụ mị. Và những bài nói dông dài của giáo sư Trelawney về tiên tri chưa bao giờ thu hút được nó, mặc dù nó cũng không thể không nghĩ tới lời cô vừa nói với nó lúc nãy. Ta e rằng điều con sợ sắp xảy đến thật. Nhưng Harmony nói đúng, Harry cấu kỉnh nghĩ thầm, giáo sư Trelawney đúng là một mụ già lừa bịp. Hiện thời nó chẳng thấy lo sợ điều gì cả. Đúng rồi, nếu không tính tới chuyện nó hơi sợ rằng có thể chú Sirius đã bị bắt. Nhưng giáo sư Trelawney mà biết cái gì? Nó đã đưa ra một kết luận từ lâu rằng cái trò tiên tri của cổ thật ra không hơn gì chuyện đoán mò gặp hên kết hợp với một phong cách mà quái. Dĩ nhiên, ngoài trừ lần đó vào cuối niên học, khi cô tiên đoán về Voldemort sẽ lại trỗi dậy. Và khi Harry kể lại cho cụ Dumbledore nghe, chính cụ đã nói là cụ nghĩ rằng vụ xúc hồn đó có thể là xịn. Harry? Ron thì thầm. Cái gì? Harry nhìn quanh, cả lớp đang chầm chầm nhìn nó. Nó ngồi thẳng dậy, nó đã gần như ngủ gục đi lạc trong trạng thái bừng bừng và những ý nghĩ của nó giáo sư Trelawney hơi thoáng vẻ quán giận vì harry rõ ràng đã không thèm để tâm đến lời cô ta đang nói cưng à rằng con rõ ràng đã sinh ra dưới tác động xấu của sao thần nông sinh ra dưới dưới cái gì ạ à? con xin lỗi thần nông cưng sao thần nông Giọng nói giáo sư Trelawney nghe đã rõ ràng là cấu tiếc khi Harry có vẻ không tập trung trước cái tin này lắm. Ta đang nói rằng sao thần nông chắc chắn đã ở vào một vị trí đầy quyền lực trong thiên hà, giao đúng lúc trò sinh ra. Mai tóc đen của trò, chút dáng nhỏ thó của trò, những mất mát bi thảm trong đời khi còn nhỏ, ta nghĩ ta đúng khi nói rằng, con à, con đã sinh ra giữa mùa đông. Harry đáp, không, con sinh tháng 7, Ron dội vàng chuyển tiếng cười to của mình thành một cái ho khang. Nửa giờ sau, mỗi đứa trong lớp được phát một cái biểu đồ hình tròn phức tạp và chúng phải cố mà điền đủ vị trí của các hành tinh vào thời điểm chúng sinh ra đời. Thật là một công việc buồn tẻ, đòi hỏi phải tra bảng niên biểu và tính các góc quá nhiều. Sau một hồi, Harry nói tráng cầu có ngó xuống miếng giấy da của nó. Mình có tới hai cái sao hải dương ở đây, vậy là không đúng rồi, phải không? Ron bắt chước cách thì thảo bí ẩn của giáo sư Trelawney. À, à, khi hai ngôi sao hải dương cùng xuất hiện trên bầu trời thì Harry à, đó chắc chắn là dấu hiệu của một thằng nhỏ con đeo mắt kiến sắp ra đời. Simus và Dean đang làm bài tập gần đó, cười thật lớn, tuy không lớn đến mức ác được tiếng kêu đầy phấn khích của Lavender Brown. Ôi, thưa giáo sư, hãy nhìn coi nè, con nghĩ còn có một ngôi sao không định hướng. Ôi, đó là sao gì vậy, thưa giáo sư? Giáo sư Trelawney vừa ngó xuống tấm biểu đồ vừa đáp. Đó là sao Uranus cư ngà. Ron hỏi. Cho dòm cái sao Uranus một cái có được không? Thật là suy xẻo. Giáo sư Trelawney nghe thấy và có lẽ vì vậy mà cuối buổi học cô cho tụi nó một đống nhiều thật nhiều bài tập về nhà. Cô nói cấm cẳng. Nghe lại giống giáo sư McGonagall nhiều hơn là giống cô hàng ngày, giống nhẹ nhàng mơ màng. Một bản phân tích chi tiết về việc cách vận động của thiên hà sẽ ảnh hưởng tới các trò trong tháng tới ra sao, nhớ đối chiếu biểu đồ của chính các trò. Ta muốn thứ hai tới là phải nộp bài rồi đó, đừng có biện cớ này nọ. Bà già dở hơi tội nghiệp, bài này phải mất hết hai ngày cuối tuần, sẽ... Rồi nói cay đắng khi nhập vào đám đông, đi xuống cầu thang trở về đại sảnh và ăn tối. Harmony đã bắt kịp tụi nó vui vẻ nói. Nhiều bài tập quá hả, Giáo sư Vector không cho tụi này bài nào. Ron quả quả. Tốt, Quang hô giáo sư Vector. Tụi nó tới được tiền sảnh lúc đó đã đặt người đứng xếp hàng chờ ăn tối. Tụi nhỏ vừa mới nhập vào cuối hàng thì một giọng nói quang quang vang lên phía sau. Weasley, ê Weasley. Harry, Ron và Hermione quay lại. Manfoy, Grabber, Goy đang đứng đó. Đứa nào đứa nấy trông đều có vẻ đang khoái chí chuyện gì đó. Rồi nói cộc lốc Gì? Ba mày trên báo nè Weasley Manford nói tay khua một tờ nhật báo tiên tri Nó nói rất to Sao cho tất cả cái tiền sảnh đông nghịch này phải nghe thấy Nghe đây Thêm những sai lầm ở bộ pháp thuật Có vẻ như những rắc rối ở bộ pháp thuật vẫn chưa đến hồi kết thúc Rita Skeeter, đặc phái viên của bổn báo cho biết dù mới bị khiển trách vì việc kiểm soát đám đông quá kém trong cúp Quidditch và vẫn chưa thể giải thích được việc mất tích của một trong những phù thủy của mình, bộ đã lại nhúng sâu hơn vào một vụ rắc rối mới toanh ngày hôm qua, gây ra bởi trò hề của Arnold Wesley thuộc sở dùng sai chế tác mưa cô. Manfoy ngẩng lên reo to, tưởng tượng nổi không Wesley đến tên ổng mà người ta còn không viết đúng nổi. Vậy gần như ổng là người không có giá trị gì hết rồi, phải không ấy? Ai nấy trong tiền sảnh đều dưng tay lắng nghe, Manfoy dừng tờ báo lên với vẻ điều đàn và đọc tiếp. Arnold Wesley, người đã từng bị phạt vì đã sở hữu một chiếc xe bay cách đây hai năm, hôm qua lại vừa mới dính vào một cuộc ẩu đả với những người mơ cô giữ gìn pháp luật, cảnh sát, vì vậy chuyển mất cái thùng rác cực kỳ khó hiểu. Ông Wesley trước đó hình như đã vội chạy đến hỗ trợ cho Moody mắc điên một cựu thần ánh sáng lớn tuổi của bộ đã về hưu khi không còn phân biệt nổi giữa một cái bắt tay lương thiện với một vụ mưu sát. Ngay khi đến ngôi nhà được canh gác nặng nề của ông Moody, ông Wesley đã phát hiện ra, không có gì ngạc nhiên, rằng ông Moody một lần nữa đã dựng nên báo động giả. Ông Wesley buộc phải chỉnh lại vài ký ức trước khi thoát được khỏi đám cảnh sát. Nhưng ông từ chối trả lời các câu hỏi của nhật báo tiên tri về việc vì sao ông lại lôi bộ vào một màn thiếu phẩm cách và xấu hổ đến như vậy. Manfoy nói lật tờ báo và giơ lên. Có hình nữa nè Wesley, một tấm hình chụp ba má mày đứng bên ngoài căn nhà. Nếu mà mày gọi đó là cái nhà, má mày mà giảm được vài ký thì bả mừng lắm, phải không mày? Ron rung bắn lên vì giận. Mọi người đều đang nhìn nó chầm chầm. Harry nói, đồ nhãi Manfoy, đi thôi Ron. Manfoy cười nhạo. Ồ, mày ở nhà nó hè rồi phải không, Potter? Kể tao nghe coi, phải má nó mập như heo không? Hay chỉ tại cái hình thôi? Cả Harry và Hermione cùng nắm lấy đuôi áo Ron để ngăn nó nhảy sổ vào Manfoy. Harry nói. Mày biết má mày làm sao không, Manfoy? Có vẻ mặt của bà như thể có nguyên một đống phân ngay dưới mũi của bà vậy. Bộ lúc nào trong bà cũng vậy, hay chỉ vì lúc đó có mày bên cạnh? Bộ mặt nhợt nhạt của Manfoy hơi ửng đỏ đừng có liều mạng xúc phạm má tàu potter cầm cái mỏng heo của mày lại đi harry nói và quay đi bang nhiều người thét lên harry cảm thấy có vật gì trắng lóa nóng bỏng lướt ngang mặt nó nó thò tay vào túi áo tìm cây đũa phép nhưng trước khi sờ thấy cây đũa nó nghe thêm một tiếng bang thứ hai và một tiếng gầm vang dội cả tiền sảnh ồ không không đâu cậu nhỏ harry xoay ngang Giáo sư Moody đang khập khiển bước xuống trên cái cầu thang đá cẩm thạch. Cái đũa phép của ông chồm ra ngoài và đang chỉ thẳng vào một con chồm hương trắng toát. Nó đứng run rẩy trên sàn lát đá, đúng ngay chỗ Malfoy vừa mới đứng. Một sự im lặng kinh hoàng trong thiền sảnh, không ai, trừ Moody, dám nhúc nhích đến một bắp cơ. Moody quay qua nhìn Harry, hay ít nhất con mắt bình thường của ông nhìn Harry, còn con mắt kia đang nhìn ra phía sau gáy ông nó đánh trò hả? Moody gầm gừ, giọng nói ông trầm và nhỏ. Không, xém thôi à. Chợt Moody hét lên. Để yên đó. Harry ngơ ngác hỏi. Để cái gì? Không phải trò, thằng kia. Moody gầm lên, hớt ngón tay cái qua vai chỉ về hướng Crabbe. Thằng này đã gần như quá đá, tính nhặt còn trộm hương lên. Có vẻ như con mắt đảo trong của Moody có phép thuật và có thể nhìn ra phía sau lưng đi bắt đầu bước khập khiển về phía Grabber Goy và con trùng hương. Con này kêu lên the thé rồi bỏ chạy về hướng hầm ngục. đi gầm lên, ta không nghĩ vậy đâu. Rồi chỉ cái đũa phép vào con trùng hương lần nữa. Con trùng bay lên trời chừng 3 mét, rơi xuống sàn cái bịch, rồi lại nảy lên một lần nữa. Ta không thích cái trò tấn công khi người ta quay lưng đi. đi gừ gào trong khi con trùng hương nảy lên càng lúc càng cao, kêu thét lên vì đau đớn làm toàn biệt thối thà hèn hạ cằn bã con trùng hương bay vèo trong không trung chân và đuôi vơ vạo bất lực đừng có bao giờ làm vậy nữa nghe chưa Moody đi nhấn từng chữ trong khi con trùng hương rất ịt xuống sàn đá rồi lại nảy lên thêm chợt một giọng nói sửng sốt vang lên giáo sư Moody đi giáo sư mcconagon đang bước xuống trên chiếc cầu thang đá tay bà đầy những sách chào giáo sư mcconagon một đi vừa nói giọng bình tĩnh vừa làm cho con trồn nảy lên cao hơn. Anh, anh làm gì đó? Giáo sư McGonagall hỏi, mắt bà dõi theo con trùm hương nảy lên nảy xuống trong không khí. Dạy. Moody đáp. Giáo sư McGonagall thét lên, trông sách rớt khỏi tay bà. Dạy, anh Moody, bộ đó là học trò sao? Đúng. Không. Giáo sư McGonagall hét to, vừa chạy vội xuống thang, vừa rút cây đổ phép một lúc sau kèm theo một tiếng nổ bụp, Manfoy hiện ra trở lại, nằm thành một đống trên sàn, mớ tóc dằn ống chẹp nhẹp, phủ đầy gương mặt bây giờ đã đỏ ké. Nó gượng đứng lên cầu có. Giáo sư McGonagall nói yếu ớt. Anh Moody đi, tụi tôi không bao giờ lấy phép biến làm hình phạt cả. Chắc giáo sư Dumbledore có nói với anh điều đó chứ? Moody vừa đáp vừa gãi cầm ơ hờ. Hình như có nói, ừ, nhưng thiết nghĩ một cú sốc tốt đúng lúc. Tụi tôi dùng phạt cấm túc Moody hoặc nói với giáo viên chủ nhiệm nhà của đứa học trò phạm lỗi. Moody nói nhìn chăm chăm Manfoy đầy ghét bỏ. Kỳ sau tôi sẽ làm vậy. Manfoy ngước đôi mắt xanh nhợt vẫn còn ngấn nước mắt gì đâu và nhục lên nhìn Moody với vẻ hiểm ác, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà nghe được chắc chắn nhất là từ ba tao. Ồ, vậy á? À? Moody nói lặng lẽ, khập khiễng đi tới vài bước tiếng lạch cạch của cái chân gỗ vang lên trong tiền sảnh. Ừ, nhóc, ta biết ba mi từ xưa. Chắc mi nói với ổng là muốn đi đang theo sát con trai ổng. Mi cứ mét là ta nói vậy đi. Còn bây giờ, giáo viên chủ nhiệm nhà của mi là thầy Snap phải không hả? Đúng, Manfoy vẫn uất đáp. Một đi gầm gừ, lại thế một bạn cũ. Ta đã đợi có ngày được tán dốc dông bạn già Snap. Nào, nhóc. Và ông xúc nách Manfoy để nó đi về hướng hầm ngục. Giáo sư McGonagall nhìn theo họ chăm chăm một cách lo âu mất một lúc. Rồi bà dãy cây đũa phép vào đống sách rơi, làm chúng bay vút lên trở lại vào cánh tay bà. Vài phút sau đó khi đã ngồi vào bàn nhà Grinfeldor, dây quanh là tiếng bàn tán đầy hào hứng về chuyện vừa mới xảy ra. Ron lặng lẽ nói với Harry và Harmony. Đừng có nói chuyện với mình. Harmony ngạc nhiên hỏi, sao không? Tại mình muốn gắn nó vào trong bộ nhớ của mình mãi mãi. Ron nói mắt nhắm lại, và một vẻ hưng phấn hiện lên trên mặt nó. cô Manfoy, cái con trộm hương nảy tưng tưng kỳ lạ. Harry và Hermione cùng cười ha ha và Hermione bắt đầu phân phối món thịt bò hầm vào dĩa từng đứa. Cô bé nói, ổng dám làm thằng Manfoy bị thương thật chứ, còn hơn là có giáo sư McGonagall ngăn lại. Ron hét lên giận dữ, mắt trần trừng cấu kỉnh. Hermione, bồ đang làm hỏng giây phút đẹp nhất của đời mình. Harmony gây ra một âm thanh nóng nảy Và lại bắt đầu ăn hết gà Harry nhìn cô bé Đừng có nói với mình là bồ sắp đi thư viện tối nay đó nha Harmony nói chắc nịch Đi chứ Cả đống việc phải làm Nhưng bồ nói giáo sư Vector Không phải bài tập Harmony đáp Chỉ trong vòng 5 phút cô bé đạp vét sạch cái dĩa của mình và đi mất Cô vừa mới đi là Fred Wesley vào thế chỗ ngay Nó nói Trời mút đi Ông ngầu cỡ nào quá cỡ ngầu, jock nói, kéo ghế ngồi xuống đối diện Fred. Siêu ngầu, Lee Jordan, bạn thân của hai đứa sinh đôi, vừa nói vừa trường xuống ngồi kế bên jock, Nó thông báo với Harry và Ron, chiều nay tụi này có giờ của thầy. Harry háo hức, buổi học ra sao? Fred, jock và Lee trao đổi với nhau những cái nhìn đầy ý nghĩa. Chưa từng học buổi nào giống vậy, Fred nói. Thầy ranh lắm nhỏ ơi, Lee nói. Ranh cái gì? Ron chồm người ra trước hỏi. Rành làm cái đó thì phải làm ra sao Jock nói đầy ấn tượng Làm cái gì Harry nói Chống lại nghệ thuật hát ám Fred đáp Cái gì ổng cũng nếm mùi hết rồi Jock thêm vào Tuyệt cú Lee nói Ron lục trong túi ra cái thời qua biểu Tới thứ năm tụi này mới có giờ thầy Nó thất vọng nói